À, xin chào anh em toàn quốc nha. Sau đây mình sẽ test một sản phẩm là Pioneer SX939 tích hợp mạch Dolby NR cho anh em nghe nhạc rất là tuyệt vời. Này hiện tại là mình đã hết hàng còn một em duy nhất. Giờ mà tích hợp nẹp Dolby thì chỉ có 838, 939 và 1010, 949 nha anh em. Anh em thầm âm nha. Mình nghe nhạc mạng nha anh em, mình đưa qua đường Dolby NR cho anh em nghe nè. Rồi để mình kém lại đúng điện nha. Đây điện một đang kém điện 100 nên nó đèn hơi yếu nha. Và điện nó sẽ yếu hơn. Kém đúng điện 120 nha anh em. Chờ xíu mình kém điện nha. Rồi, mình kém điện 120 rồi nha anh em. Nó sáng hơn rồi đấy. Đủ điện, chuẩn điện luôn đấy. Mình sẽ mở lại cho anh em nghe nha. Rồi, mọi chi tiết hoặc đặt sản phẩm thì anh em liên hệ vào số điện thoại trên để mình ship hàng toàn quốc cho anh em tận nhà nha.